Hello, xin chào các bạn, mình là Minh Quang và mình đang là du học sinh của trường Đại học Quốc gia Gangneung Wonju. Và bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu ngôi trường này nhé. Bây giờ mình đang đứng trước cổng trường đại học của mình. Trường thành lập năm 1946, trường có hai cơ sở chính ở thành phố Gangneung và thành phố Wonju. Và hiện tại mình đang theo học ở cơ sở chính tọa lạc ở thành phố Gangneung. Trường sở hữu một sân vận động rất lớn, có một khán đài vừa là nơi cổ động mà cũng vừa là nơi ngắm cảnh lá đỏ mùa thu vô cùng tuyệt vời. Lúc mới vào trường lần đầu thì sân bóng là nơi để lại cho mình ấn tượng sâu sắc nhất. Khuôn viên trường thì phải nói là vô cùng rộng lớn, và mình cũng phải thừa nhận rằng mình còn chưa đi hết cả khuôn viên trường. Hội quán sinh viên chính là một nơi hội tụ rất nhiều tiện ích dành cho sinh viên theo học tại trường. Ở đây có một bưu điện có thể gửi hàng đi quốc tế, một studio chụp ảnh, một cửa hàng mắt kính có đầy đủ các loại kính mát cho đến kính cận. Đi thẳng thì sẽ có một quán bánh và cà phê giá sinh viên. Kế bên là một văn phòng phẩm có đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết cho sinh viên. Cuối đường là một cửa hàng làm tóc cho sinh viên và mình cũng là khách quen tại đây. Đối diện là một cửa hàng sách bán tất cả các loại sách chuyên ngành mà các bạn cần. Trước khi ra căng tin trường thì các bạn sẽ thấy ngay một phòng tự học và nghỉ trưa cho sinh viên. Trước sảnh căng tin có trang bị hai máy rút tiền ATM và một máy bán nước tự động. Ngoài ra còn có máy in giấy chứng nhận thành tích học tập, giấy xác nhận sinh viên vân vân, quá tiện phải không nào. Căng tin trường rất là rộng, các món ăn sẽ được thay đổi theo từng ngày và giá lại vô cùng rẻ. Đây là địa điểm ăn trưa của tất cả các giáo sư và sinh viên trong trường. Nếu các bạn không có thời gian để ăn trưa thì ngay phía trước căng tin là một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Phía trước tòa hội quán sinh viên là một sân bóng rổ và phía sau đó là một nơi để sinh viên có thể nghỉ ngơi và thư giãn sau tiết học căng thẳng. Nơi đây cũng là một địa điểm chụp ảnh sống ảo vô cùng lý tưởng và các bạn có thể check in cùng với biểu tượng của trường. Hiện tại thì mình đang ngồi ở biểu tượng của trường mình. Đây là chữ viết tắt của trường Đại học Quốc gia Gangneung Wonju. Ở phía sau đó là cái thác của trường mình. Tiếp theo chính là thư viện trường, một trong những nơi yêu thích nhất của mình. Ở đây cũng có một quán cà phê nhỏ, tuy nhiên vì dịch Covid nên đã đóng cửa. Tầng 1 có một phòng máy photocopy và một phòng lab khá lớn. Ở tầng 2 là một thư viện khổng lồ, gần như có đầy đủ tất cả các đồ sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn có thể ngồi học ngay tại đây cả ngày, hoặc nếu các bạn muốn tra cứu thông tin trên mạng thì luôn có sẵn dàn máy tính tại chỗ. Không gian yên tĩnh sẽ giúp cho các bạn tập trung tra cứu và học tập tốt hơn. Ngoài ra ngay gần đó cũng có một hồ nước nhỏ, một địa điểm lý tưởng để cho các bạn sinh viên có thể gặp gỡ nói chuyện, mà phong cảnh thì lại rất nên thơ. Đối với các bạn du học sinh thì khu ký túc xá chính là nơi muốn được review nhất. Tòa ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế chỉ cách căng tin 5 phút đi bộ mà thôi. Khu ký túc xá có thang máy riêng và các phòng đều được trang bị ổ khóa điện tử. Một phòng có đầy đủ trang thiết bị như tủ lạnh, bàn học, giường ngủ vân vân, và có cả phòng tắm riêng. Khu vực ban công cũng khá rộng rãi để cho các bạn có thể phơi đồ. Không gian yên tĩnh ở khu ký túc xá rất phù hợp để cho các bạn sinh viên tập trung học tiếng Hàn. Ở trên tầng có một khu bếp và nhà ăn chung, được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho sinh hoạt. Ở tầng dưới có một khu giặt đồ dành cho nam nữ riêng với rất nhiều máy giặt và bàn ủi được lắp đặt. Kế bên là một phòng gym có đầy đủ các thiết bị hiện đại. Ở đây các bạn không cần mất phí nhưng vẫn có thể rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Đối với các bạn du học sinh mới sang thì việc ở ký túc xá là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và để có thể trải nghiệm cuộc sống học tập tuyệt vời tại trường Đại học Quốc gia Gangneung Wonju thì văn phòng quốc tế chính là cầu nối để rút ngắn khoảng cách giữa bạn và Hàn Quốc. Trước khi vào văn phòng các bạn có thể thấy được sự chào đón vô cùng thân thiện thông qua những bức vẽ trên tường. Các thầy cô ở văn phòng quốc tế vô cùng thân thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ cho sinh viên trong việc gia hạn visa, đăng ký làm thêm vân vân. Ngoài ra các thầy cô luôn quan tâm vô cùng chu đáo đến sức khỏe và việc học tập của sinh viên quốc tế. Ở cùng tầng với văn phòng quốc tế cũng chính là nơi đào tạo tiếng Hàn. Tùy theo năng lực từ cơ bản đến nâng cao, các lớp học đều được dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và trình độ cao. Sau khi được đào tạo tiếng thì có thể theo học bậc đại học và thạc sĩ ngay tại trường. Lớp học có đầy đủ trang thiết bị như máy chiếu, TV, màn hình siêu khủng để các bạn sinh viên có thể thuận lợi hơn trong việc tiếp thu bài giảng. Ngoài ra các thầy cô luôn tạo những tiết học thú vị để cho các bạn sinh viên quốc tế có thể hòa nhập với văn hóa Hàn Quốc một cách tốt hơn. Những bài viết bằng tiếng Hàn xuất sắc sẽ được giáo viên dán lên tường để tuyên dương. Bên cạnh những tiết học sinh động thì văn phòng quốc tế thường xuyên tổ chức những hoạt động ngoại khóa để kết nối sinh viên với nhau, giúp cho các bạn có thể trải nghiệm được văn hóa và cuộc sống bản địa nhiều hơn. Môi trường năng động, đào tạo bài bản, chi phí hợp lý thì trường Đại học Quốc gia Gangneung Wonju có làm hài lòng bạn. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào một ngày không xa nhé.